Chào con bàn tay vlog, chào khán giả nha, chào các bạn nha, chào cô chú anh chị. Bữa nay cha con tại quan vlog nấu cháo gà các bạn. Đây trời cũng bữa nay cũng mưa mưa này, nên là tiếp tục mưa. Đây mình nấu con gà ta đây. Giờ mình nãy mình nấu là nên mình cũng có quay cho các bạn xem nha. Bây giờ chín rồi mình vớt ra rồi mình im cháo rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha các bạn. Bạn chờ nha, bây giờ mình vớt ra. Ôi, nóng không? Đây. Đó. Đây các bạn. Giờ mình im cháo á. Bạn nãy mình luộc xong, bây giờ mình xách khăn tay đây mình xé mình bóp gói nha. Mình có đâm có muối này, đâm có trộn này, thấy chưa? Bây giờ mình tiến hành nha. Thay viên con nha các bạn. Thế cha con tại quen vlog cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đồng hành cùng cha con nha. Xí chút nữa mình quay cho các bạn xem nữa nhé. Đây mình xí mình bỏ đây rồi mình trộn muối vô nha các bạn. Dài quá, dài quá. Mời các bạn cùng thưởng thức với cha con mình nha. Cháo này mình nấu có ít nha các bạn, một con gà thì mình nấu ít nha. Các bạn nhớ ủng hộ cho cha con Tây Quân Vlog và cho một lượt đăng ký và một được chia sẻ nha các bạn. Khô khô này. Đó, đã chưa? Có đỡ lại ít muối cà lạt là mình thêm nha các bạn. Đây cha con mình thưởng thức một con gà đây, gấp với hành tây đây, nào nhìn thấy hấp dẫn không? Rồi các bạn. Chốt cái này ra các bạn nữa nha. Chưa to này. Dung luôn.
mời cả nhà mình ăn gà với lợn cháo với cha con mình nha, bố con mình nha. Cái con lóc đây này mình đi mớt nè, dành múc luôn nè. Dạ mời cả nhà mình thưởng thức miếng nha. Đây bóc cái này nó đã luôn các bạn ạ, kèm vô miếng rau răm, kèm vô miếng hành tây nữa đó. Mời cả nhà nè. Nóng hổi không? Nóng không? À nó ngọt, thêm chút muối vô nữa các bạn. Phải mình nêm ớt nêm đồ hết lần này nó thì cũng ăn. Ngon lắm các bạn không? Chào cô chú và các bạn nha. Thì hôm nay nãy giờ bố con cũng giới thiệu hết rồi. Thì giờ con cũng mời cô chú thưởng thức món gà luộc bắp gỏi với con nha. Bắp hành tây. Cũng mời cô chú một miếng hành tây nha. Ăn một miếng cô chú ơi. Đây đã rồi chú, mời cô chú nha. Ngon quá luôn. Nó thật quá. Cháo nó nóng nó ngon nữa bạn. Mời cô chú miếng thịt gà con nha. Mà cái con nó ăn con gà nó cháo mùa đông nha các bạn. Làm những cháo nóng luôn của chú ạ. Khói lên. Quá đã. Quá là nó chảy rồi. Còn cô bác ở cha còn thưởng thức cha con này nữa. Còn tay rồi đó. Tiếp tục nghe thôi đúng không? Cái cổ ấy thôi luôn. Cha con mình làm các món đây thấy người ta bớt rồi mình bớt rồi bớt còn cái gì khác nữa các bạn. Bạn nhớ coi như nếu có khác thì cũng nhớ coi như bình luận như cho mình và có ý kiến nha các bạn nha. Để cho con mình cũng làm cái video show mà có làm già nó cũng làm lại nha các bạn. Mời cô chú thưởng thức cho con nha.
Dài không? Wow, anh có to. Anh gà nó dòi dòi. Anh dòng nó hẳn là hẳn hẳn. Cây cây mình quả. Mình tổ rất là hẳn. Mình có con. Trần thì mình tốt quá không? Cái lạc mình tốt đêm. Mời cô chú ăn một con một miếng rồi nha. Wow, quá đã mồm. Những đồ đồng này nữa. Mình muốn tự nắp. Nói chung là ngày nào mình cũng đi làm đó bạn. Mình vừa nó hơi tấu. Mình quay video nó hơi tấu chút các bạn. Các bạn xem này nhớ cũng thông cảm. Chứ mình nghĩ ít lắm. Mình làm nhiều. Anh mình nhiều là tấu. Mời các bạn uống nước với mình nha. Nghe con. Hành tây ăn nó giòn giòn rất ngon nha mọi người. Thơm. Mời cả nhà mình. Đây, mời cô chú nha. Ôi, ngon lắm. Cái đây mình bóc này nó muốn ngon các bạn. Mình rặn rồi cũng ngon. Nhưng mà ăn mà đũa nó tiêu giả lắm. Anh kẹp cháo nữa đi. Quá tuyệt vời. Thêm một tấm muối này nha. Mời cô chú cầu cầu nha. Ồ, đã. Món cầu cầu là
con mình là nó phá như các bạn. Đúng rồi. Mà chú tuyệt vời luôn, tuyệt vời là một trời. Ừ. Quá lớn luôn, quá lớn. Cô chú cá món gì ngon nữa thì bình luận cho con để cho con làm cho món ngon như vậy đó nhé cô chú. Quá là tuyệt vời luôn. Gà gà ta nó gà ta dai, gà ta dương sao đâu ngon. Mời cô chú một miếng gan của con nha. Cô béo quá, rất là béo luôn. Gà rất dai nha cô chú, dai. Cái da này nó đã béo. Nó có độ chắc lượng luôn. Quá là một sắc. Cô bác anh chị bạn bè nào mà yêu thích cha con mình thì cũng ủng hộ cha con mình nha, và cho cha con mình được đăng ký nữa mà. Hết chéo rồi, chung là giờ cha con mình ngon các bạn. Wow, nó béo rất là ngọt ngay luôn, nó to luôn, rất là tuyệt vời. Còn món ngon là rất là ngon, gà đây là gà ở nhà của mua nha cô chú ơi. Mời cô chú ăn miếng cháo của con nha. Béo. Rất là ngọt, quá ngon. Ừ.
Wow, tôi muốn con nha. Nói chung là giờ mình cũng xin dừng clip ở đây các bạn. Giờ cũng sẽ còn no. Cái lợn con gà, cái lợn tô cháo nữa em cũng vừa các bạn. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Còn lại, đúng nha. Yeah. Cảm ơn rất nhiều.